Hello mọi người, xin chào mừng mọi người đến với kênh Code Channel. Và hôm nay thì mình sẽ chia sẻ về cái bộ đèn mới nhất của mình. Đó chính là bộ đèn FutureEye PL40, được phân phối bởi công ty BMA tại thị trường Việt Nam. Và đây là một cặp đèn hiện tại đang có giá khá là cao, đó là 9.990.000. Và mình đã quyết định là mua cặp đèn này để lắp lên xe của mình. Thì bây giờ mình sẽ chia sẻ lý do với tất cả mọi người, đó là tại sao mình lại đồng ý bỏ ra số tiền đấy để mua cặp đèn này để sử dụng. Ok ha, bắt đầu thôi. Rồi, lý do đầu tiên mà mình thích cây đèn này, tức là đèn PL40 này mà mình quyết định mình mua nó đó, tức là cái thứ nhất đầu tiên là mình thấy thiết kế nó đẹp nha mọi người ha. Mọi người sẽ nhìn thấy là cái chất độ gọi là cái độ hoàn thiện của cái đèn này nó sẽ tốt hơn những cái đèn mà FutureEye mà mình đã từng cầm khá là nhiều. Đây, bây giờ mình sẽ cho mọi người xem chi tiết nha. Đây, mọi người hãy nhìn thấy này. Đây chính là chi tiết về cái đèn ha. Xin mọi người hãy xem vào cái đường nét CNC của cái đèn. Đó, toàn bộ ha, nước sơn hiện tại bây giờ mọi người sẽ thấy nó khác. Rất là đẹp, nước sơn bây giờ cũng làm rất là đẹp. FutureEye BMA. Tại sao có BMA ở đây? Tại vì BMA là công ty phân phối chính hãng tại Việt Nam nha mọi người ha. Rồi mọi người sẽ thấy dây điện này. Dây điện to chắc chắn và nó có cái độ massage cao su á. Nó lộn phải từ massage ha. Thì nó sẽ nhìn rất là đẹp và cầm rất là thích nha mọi người ha. Đó, mình thích cái dây điện này rất là nhiều hơn là so với cái bộ là F20. Rồi, đó mọi người sẽ nhìn thấy ở phía trước hoàn thiện. À, ở đây mọi người sẽ thấy hơi mờ mờ, hơi khó nhìn thấy. Tại vì ở đây là mình đang lắp một cái filter bảo vệ. Có nghĩa là khi mọi người mua cái đèn này nè, mọi người lưu ý ha, mọi người khi mà mọi người mua cái đèn này, đây quay lại mặt mình, khi mọi người mua cái đèn này thì mọi người sẽ được tặng đó là hai cái filter trắng để bảo vệ cho cái đèn, hoặc là mọi người sẽ có hai cái filter vàng. À, nếu mà cái này là do mình chưa có lột cái miếng lót bảo vệ ra thì mọi người sẽ thấy nó hơi vàng, nhưng mà lột ra thì nó sẽ bớt vàng hơn ha. Nhưng mà nó sẽ có hai màu, đó là màu trắng và màu vàng. Hiện tại mình đang lắp cái màu trắng lên trên cái đèn của mình thì mọi người sẽ thấy đó là nó sẽ có một cái lớp mà nhìn nó hơi mờ mờ, nó là như vậy. Rồi, đây, còn ở đây khi mọi người nhìn vào bên trong mọi người sẽ thấy có cái hình cắt ngang, cái đó là cái màu xanh và nó sẽ có chữ đó là FutureEye. Thì mọi người sẽ lưu ý ha. Rồi thì đó là cái mọi người sẽ lưu ý. Còn cái vòng này thì mọi người, như mọi người đã nhìn thấy lúc nãy đúng không? Tức là cái vòng này là một cái vòng trang trí và mọi người có thể thay đổi được cái vòng này á, tùy vào cái gọi là cái sở thích của mọi người. Ở đây thì mình sẽ gỡ nó ra thì nó sẽ là một cái vòng màu đen. Thì khi mà đi theo hộp á thì mọi người sẽ có được hai sự lựa chọn. Một là mọi người sử dụng cái màu vòng màu xanh, tức là mọi người mở hộp ra thì mọi người sẽ thấy là sẽ lắp cái vòng màu xanh. Màu xanh này giống y chang như cái màu xanh ở phía bên trong này ha. Và mọi người có thể thay thế bằng một cái vòng đi theo, đó sẽ là vòng màu đen. Mọi người lưu ý nha. Mọi người không thích vòng màu xanh này đúng không? Thì mọi người có thể sử dụng là cái vòng màu đen. Đó, thì đó là hai cái lưu ý. Tuy nhiên là nếu như mọi người muốn nữa thì sẽ có cái này. Đây sẽ là một cái bộ vòng mà mọi người có thể mua thêm. À, mọi người lưu ý ha, thì bộ vòng này sẽ có rất là nhiều màu sắc. À, mọi người sẽ thấy này, mọi người nhìn này, đây sẽ có màu mà theo hộp là sẽ có màu đen, màu xanh dương, và sau đó mọi người có thể mua thêm màu xanh lá cây, mọi người có thể mua thêm màu cam, màu đỏ, màu vàng. Cái hộp mình đang có hiện tại đây là đó chính là một hộp màu cam. Đó, thì mọi người sẽ lưu ý ha, đó là cái sự khác biệt về cái bộ vòng của mình đang sử dụng. Tức là bây giờ mình có thể thử lắp cái bộ vòng màu cam vào cho mọi người nhìn thấy này. Đây chính là bộ vòng màu cam. Ok ha, đó chính là bộ vòng màu cam, được chưa? Mình không có xoay nha, mình để nó vòng màu cam. Và đương nhiên thì mình hiện tại bây giờ, thực ra đó là mình đặt cái bộ vòng màu đỏ, nhưng mà hiện tại công ty đang giao lộn cho mình cái bộ vòng màu cam, nên là bữa sau mình sẽ lấy bộ vòng màu đỏ sau, còn hiện tại bây giờ mình lắp vòng màu đen. À, thì mọi người sẽ lưu ý ha, độ hoàn thiện của cái đèn rất là ok. Và cái đèn này lưu ý là bự nha, nó sẽ tầm khoảng 3 inch nha mọi người nha. Cái đèn này thì nó sẽ tầm khoảng 3 inch, chứ nó không hề có nhỏ nha. Lưu ý, đèn này đèn to, đèn 3 inch, cho nên là nó sẽ phù hợp với những cái xe ADV hoặc là những cái xe mà có khung lớn giống như mình. Thì do là con CB này mình lắp cái bộ khung lớn của SW Montech, cho nên thì ta đó là mình lắp đèn này lên thì nó ok. Thì đó là mọi người lưu ý ha, thì đó là một các điểm mà mình rất là thích. Tức là độ hoàn thiện cây đèn này mình đánh giá cao. Bộ mặt của nó rất là nhỏ. À, mình đã lắp nó lên xe rồi, cho nên là tí nữa mình sẽ khi edit mình sẽ edit lên cái hình của bộ mặt cho mọi người xem ha. Bộ mặt làm nhỏ gọn ok. Một điều đặc biệt của cái đèn này nữa là mọi người sẽ lưu ý là bộ công tắc này. Bây giờ mình sẽ quay bộ công tắc cho mọi người xem nha. Đây mình sẽ quay cái bộ công tắc cho mọi người xem.
đây chính là cái bộ công tắc của nó. Mọi người nhìn thấy ha, đây chính là công tắc của nó này. Rồi, một điều đặc biệt của bộ công tắc này đó là đây chính là công tắc 500. Tức là mình có thể gỡ nó ra và mình có thể hít nó ở chỗ khác. À, mọi người sẽ lưu ý ha, thì đây chính là cái bát mà cái bát được lắp vào trong cái ổ tay ga. Hiện tại mình đang sử dụng cái bát này. Ngoài ra thì sẽ gửi thêm cho mình một cái bát khác là cái bát dán để mọi người có thể dán nó, dán cái đế 500 này ở bất cứ khu vực nào mà mọi người mong muốn để mọi người có thể bỏ hít cái công tắc lên. Nhưng mà mình thì mình thấy cái này ok rồi cho nên là mình hít nó vô. À, ok ha, mọi người lưu ý ha, công tắc rất là hay, xài rất là tiện. Mọi người nhìn này, ha, xài rất là tiện, rất là thích luôn. Nó không có vướng víu gì cả. Này, đây là nút xi nhan của mình. À, mấy lần trước mình xài mấy công tắc thì mình hay bị kiện. À, mọi người lưu ý nha, nếu như mọi người xoay dọc nó, tức là theo như hướng dẫn sử dụng thì người ta sẽ là xoay xoay nó dọc nha. Nhưng mà mình thấy xoay dọc á là nhiều lúc á mà mình kiểu như là mình bấm cái nút xi nhan này nè, mình hay bị lộn qua cái công tắc này. Khi mà mình xoay ngang như thế này thì nó sẽ không bị ha. Cho mình thấy như thế này là tiện lợi nhất cho mình luôn. Cho nên mình mình thích dùng cái này. Thì đó là một cái điểm hay của về cái công tắc này. Ok. Một điều tiếp theo mà mình thích về cây đèn này đó là công suất của cây đèn này thì nó vừa phải và nó phù hợp để sử dụng. Tức là mọi người sẽ lưu ý là công suất của cây đèn này khi nó công bố, nó công bố cái đèn này có cái công suất đó là 180W. Mọi người lưu ý là 180W nha. À, tuy nhiên thì khi mà quá trình chúng ta sử dụng thì nó như thế nào? Thì mọi người lưu ý trong quá trình sử dụng, nếu mà chúng ta bật cốt như thế này thì nó sẽ sử dụng đó là 100W. Cốt như thế này nha, cốt rất sáng. Cái này mình sẽ giải thích sau trong cái phần là mình test về công suất. À, cốt là 100W. Nếu mà người bật sang pha như thế này thì nó sẽ sử dụng đó là gì? Nó sử dụng là 80W. Ok ha. Nếu như mọi người bật cả cốt cả pha giống như hiện tại mình đang thấy, nhưng mà do hiện tại đang là ban ngày nên mọi người sẽ hơi khó nhìn nhá. Đây là đang bật là cả cốt và pha, thì trên con xe của mình nó sẽ sử dụng đó là 146W điện. Mọi người lưu ý ha, tức là nó vẫn sử dụng ít hơn con L7 khi nó vừa bật cốt và pha. Hiện tại mọi người lưu ý ha, đây sẽ là 146W. Thì mọi người sẽ lưu ý đó là về cái công suất của cây đèn này sử dụng nó khá là vừa phải đối với những xe phân khối lớn giống như xe của mình. Rồi, thì cái chức năng của cây đèn này thì nói về công suất thì nói luôn về chức năng. Chức năng nó khá đơn giản, mọi người bật một cái là cốt, mọi người bật thêm cái nữa là bật chỉ bật pha, bật thêm cái nữa là vừa cốt vừa pha, bật thêm một cái nữa thì quay trở lại chỉ bật cốt thôi. Đó, bật thêm cái nữa là pha này, bật thêm cái nữa là vừa cốt vừa pha, bật cái nữa là về cốt. Mọi người lưu ý ha. Ngoài ra thì khi mọi người bấm giữ cái nút gọi là cái nút mà có hình chữ off á, mọi người bấm giữ cái nút đó thì nó sẽ bắt đầu nháy và nó sẽ nháy cái pha. Mọi người lưu ý ha, nó sẽ nháy cái pha như thế này cho tới khi nào mình tắt cái nó đi. Rồi, mọi người lưu ý ha. Còn về cái bộ mặt của cái đèn này thì cực kỳ đơn giản, nói chung nó là full bộ mặt có công tắc hết rồi. Mọi người về mọi người chỉ cần lắp đặt, tức là mọi người chỉ cần lắp đặt vào đó là gì? Mọi người sẽ lắp vào đó là cực âm, cực dương, điện sau khóa. Và đương nhiên nó sẽ có một điều đặc biệt đó là cái đèn này nó sẽ có luôn là cái dây điện để đấu ở passing. Tức là mọi người đấu ở passing thì khi mọi người bấm passing thì nó sẽ nháy cái đèn này luôn. Thì hãy lưu ý một điều đó là passing của cái đèn này là passing điện dương. Mọi người lưu ý ha. Thì đối với những xe như là xe CB650R của mình thì cái passing ở trong này nó sẽ là điện âm. Cho nên đó là khi mọi người làm lại thì mọi người sẽ cần phải có một người biết về kỹ thuật về đèn, thì họ sẽ làm cái điện trở để họ đảo dòng. Mọi người hãy lưu ý ha. Chứ còn nếu như mà xe zin như thế này mà mình không biết, mình đấu vào trong cái công tắc passing ở trong cái cùm xe zin này thì nó sẽ không lên nha mọi người nhé. Còn mình thì do là mình không có thói quen dùng nút passing ở trên con CB650R này, cho nên thành ra là mình không đấu cái dây đó, mình bỏ luôn. Mọi người lưu ý ha, mình sẽ không đấu điện gì cả. Mình chỉ có, và thực ra thì mình cũng không sử dụng cái đèn này để passing luôn, mà mình chủ yếu là mình xài cái cặp tun này để passing. À, thì đó là về công suất và chức năng cái đèn mà mình thấy là khá là gọi là vừa đủ đối với mình, không có quá nhiều nhưng mà nó vừa đủ. Có cốt, có pha, có nháy pha đó, ok, đủ. À, nếu muốn mọi người muốn đấu passing, mọi người đấu thêm nha. Rồi, thứ ba và điểm mấu chốt nhất mà điều khiến cho mình rất là thích cây đèn này đó chính là cây đèn này là một cây đèn tới thời điểm hiện tại là cây đèn duy nhất mà mình biết là con này nó vừa có cốt vừa có pha gom mà không gây chói người đối diện. Mọi người sẽ lưu ý ha. Cái thứ nhất đó là về pha thì về cốt chứ ha, thì chắc là mọi người cũng đã biết rồi. Nếu giờ mình bật đèn lên mọi người sẽ thấy được là đây là cái cốt của nó, và cốt của nó đó là màu vàng nha mọi người ha. Vàng này là vàng 3000, nhiệt màu nó là 3000, tức là rất tốt để phá sương và phá mưa. Thì đây sẽ là cái cốt, và cái cốt này nó không gây chói người đối diện tại vì nó có khả năng cắt đèn rất tốt. Mặc dù là cũng chia sẻ với mọi người luôn đó là khi mình nhìn vào cái đèn này thì mình thấy cái đèn này nó không có công nghệ gì là đặc biệt hết. Cơ bản nó sử dụng chóa nha mọi người nha. Và phía bên trong này nó sẽ có một cái
cái miếng, có một thiết kế một cái miếng nhựa, và nó miếng nhựa đó nó lồi lên và nó cắt, và mình cũng không hiểu được nguyên lý thực sự nguyên sâu nó như thế nào, nhưng mà nó cắt được đường cắt rất tốt. Mọi người lưu ý ha, cái này mình sẽ giải thích kỹ hơn khi mà mình tiến hành mình đo về cái đèn này đó, mọi người sẽ lưu ý về cái yếu tố đó. Rồi một cái tiếp theo nữa đó là cây này vừa cốt như vậy nhưng mà nó không có một cái pha, và cái pha này là cái pha tụ mọi người ạ, pha này là pha tụ, và mình hoàn toàn có thể chỉnh được, đó là cái pha này nó chỉ pha đúng một làn đường, có nghĩa là mình đi là mình pha đúng cái làn đường mình chạy thôi, và khi mình pha chỉ đúng cái làn đường mình chạy thôi thì mình sẽ không gây chói cái làn đối diện. Còn người đằng trước thì đương nhiên vẫn chói nha, cái người đằng trước mà họ vẫn nhìn vào gương chiếu hậu thì họ vẫn bị chói, tại vì cái pha này thì vẫn đang pha trong một cùng làn đường, nhưng mà cái người đối diện họ sẽ không bị chói, cho nên thì nó sẽ giúp cho mình làm được một việc, đó là mình đi quốc lộ mình có thể vừa bật cốt vừa bật pha mà không sợ ô tô đối diện họ đã đèn mình đó. Thì đó là một điều tuyệt vời nhất của cái đèn này, mà tới thời điểm hiện tại thì mình thích cái đèn này, và đó cũng là lý do tại vì sao mà mình đã quyết định là mình lắp cái đèn này lên xe của mình, gọi là quyết định mua đó mọi người ha. Tại vì thật ra đó là mọi người cũng biết là kênh của mình là mình review đèn thì chủ yếu là mình được cho mượn đèn, những cái đèn nào mà mình lắp lên xe thì là sẽ là những cái đèn mà mình mua đó, thì mọi người sẽ lưu ý về đó, về yếu tố đó ha. Rồi tuy nhiên nói như vậy không thôi chắc là cũng sẽ không đủ sức thuyết phục mọi người đâu, cho nên bây giờ chúng ta hãy đi vào cái phần đó là chúng ta hãy bắt đầu đo cái đèn này để cho mọi người biết đó là cái đèn này nó hiệu quả thực sự nó như thế nào. Ok nhá. Rồi thì mọi người lưu ý đó là cái clip đo đèn này thì mình đã đo trước khi mình lắp lên cái đèn này nhá. Hiện tại mình đang quay hơi ngược lại đó. Tức là mình review xong hết rồi, mình test, mình đi tour xong hết rồi, bây giờ mình mới quay cái này. Thì bây giờ sẽ chuyển tới cái phần là phần đo đèn, và lưu ý phần đo đèn này mình đã làm trước khi mình lắp lên xe. Ok nhá. Giờ mình chuyển qua cái hiệu năng của cái đèn này nha mọi người nha. Rồi hiện tại bây giờ thì mình đã lắp cái đèn này vào rồi ha. Thì mọi người sẽ lưu ý một điều là mình có nói với mọi người rồi ha, thì nói chung thì bộ đèn thì nó sẽ có công tắc đầy đủ rồi, nhưng mà trước khi mình nói với mọi người thì chắc là mọi người sẽ biết nè, công tắc của cái bộ này thì ví dụ mình bấm như thế này là nó sẽ nháy cái đèn pha này đúng không, và tắt đi này, bật một lần là cốt, bật một lần là pha, bật thêm lần nữa là vừa cốt vừa pha, bật thêm lần nữa nó sẽ là tắt cái pha đi đó rồi tắt đi ha. Và ngoài ra đó là cái đèn này thì nó sẽ có một sợi dây điện màu đen, mọi người lưu ý nha, là có cái sợi dây điện màu đen, nếu trong trường hợp mọi người đấu cái sợi dây điện màu đen này vào trong cái công tắc passing nhé, công tắc passing zin nhé, zin của xe mình thì mọi người sẽ có bật và mọi người sẽ đá đèn được nha. Ok ha. Rồi thì mọi người lưu ý điện này là điện dương, lắp vào những con CB650R giống như của mình á thì nó sẽ không có được, mà nó bắt buộc phải lắp một cái bộ đảo điện á. Tại vì cái đèn, cái công tắc passing của đèn Honda nói chung, CB650R của mình thì là sẽ là điện âm, nên cái này thì sẽ cần phải có một nói chung một cái chở nhẹ để nó đảo dòng điện ha. Thì cái đó thì thực ra thì mấy thợ lắp đèn họ làm khá là dễ, trong trường hợp những bạn nào muốn đấu nó vào trong cái công tắc passing, mình thì mình không có nhu cầu, nhưng con xe CB650R của mình không có đầu passing. Rồi quay trở lại, bây giờ mình sẽ bắt đầu là mình sẽ test cho mọi người biết là cái cây đèn này nè. Lưu ý mọi người ha, để cho mọi người biết được cái công suất tiêu hao thực sự của cây đèn này, thì mình đang lắp hai bóng đèn. Mình đang lắp hai bóng đèn vào trong cái mạch điện, thì mọi người sẽ nhìn thấy ở đây sẽ là công suất tiêu thụ của hai bóng đèn, nhưng một bóng đèn mình đã quay ngược nó vào trong cái hướng cái camera để nó không có xuất hiện lên trên cái màn này. Trên cái màn này hiện tại nó đang chỉ thể hiện ánh sáng của một bóng. Tại vì mình lắp hai bóng vào nó sẽ quá nó quá tải cái máy đo của mình, thành ra mình không đo được, cho nên đơn giản là mình đang đo một bóng. Rồi các bạn cứ lấy hết toàn bộ những con số này, bạn nhân đôi lên thì bạn sẽ có được cái hiệu năng ánh sáng của cả hai bóng nha. Lưu ý nha. Đó, thì hiện tại bây giờ cái mọi người nhìn ở trên này sẽ là một bóng, cái mọi người nhìn ở trên cái này sẽ là của tổng hai bóng. Ok. Rồi, bây giờ thì mình sẽ chia sẻ sơ một chút. Quên lấy cái máy tính vô rồi. Đợi mình chút nha, mình lấy cái máy tính vô để mình ghi lại thông số đây. Rồi, giờ còn máy tính rồi, giờ bắt đầu đo cos nha mọi người nha. Mình bắt đầu mình đo cái cos. Rồi, bật lên nha mọi người xem. Mọi người lưu ý là hiện tại mình đang để điện trên cái bộ test của mình là mình đang để điện đó là 14.4 nha. Mình đang để cái điện mà kiểu như là điện xe máy á. Tí nữa mình giải thích cho mọi người biết là tại sao mình lại nói những câu chuyện là mình đang để điện 14.4 nha. Nhưng bây giờ mọi người sẽ bật lên nè. Rồi, ok. Mọi người sẽ bật lên. Đây là, nhắc lại một lần nữa, đây là ánh sáng của một cây đèn còn lại mình đang để cho nó chiếu vào trong cái tường rồi. Bên này sẽ là cái công suất tiêu thụ điện của hai bóng, tức là hai bóng bật cốt lên nó sẽ tiêu thụ đó là 98W. Ok ha.
mọi người sẽ lưu ý là công suất tiêu thụ điện. Rồi mọi người nhìn sơ vào, mọi người sẽ nhìn thấy được hai cái chiều ngang của cái ánh sáng này, nó tạo ra được một ánh sáng ngang và ánh sáng nó tạo ra được đó là 80 độ, đó là cái chiều rộng. Ok, cái còn cái chiều dọc thì sao, tức là cái độ phủ dọc từ cái bánh xe của mình tới trước á, thì mọi người sẽ lưu ý ở đây thì nó sẽ tạo ra một góc 40 độ. Ok xong ha, 80 40, con số điển hình của một cái đèn Coast, nó nói chung là nó giống như con L7 á, mọi người sẽ lưu ý là giống như con L7 á. Thực ra con L có thể tính là đi ra thêm xí nữa, nhưng mà ok mình tính nhanh thì mình tính tới đây thôi. Ok ha, mình tính tới tầm khoảng 80 nhá. Mọi người nhìn trong cái clip thì mọi người sẽ thấy được cái ánh sáng mà nó tới được hơn 80 một chút, nhưng mà tại vì mình muốn nhanh gọn thì mình đọc luôn cho mọi người là 80, tại vì đó là cái số khả dụng thật sự mình có thể sử dụng được với cái ánh sáng ha. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu mình đo. Vậy thì bây giờ chắc là mọi người sẽ quan tâm là cái đèn này nó có cắt sáng tốt hay không, đúng không? Đó, nên mọi người sẽ nhìn vào trong cái thật ra là cái này mình làm á, bây giờ nó bị bong rồi, cho nên thành ra là nó không còn phẳng nữa, cho nên ánh sáng nó bị hắt tùm lum tùm la. Với lại cái đèn này nó cũng cái đèn dập, cái cây đèn mình để nó chạy ngoài này nó cũng đang phản ánh sáng lại. Thì mọi người sẽ nhìn thấy ha, nếu như mà để ngay tâm như thế này thì nó sẽ là được, hiện tại bây giờ nó sẽ được là 5300, và mình đẩy nó lên 10 độ thì nó sẽ còn, mình đẩy nó lên, thật ra là mình đẩy nó lên 5 độ nha, thì nó sẽ còn là 560, và mình đẩy nó lên được 5 độ thì nó sẽ còn là 201, và mình đẩy nó lên nữa là bây giờ nó sẽ còn 100 lux, thì thật ra là đó chính là cái ánh sáng đèn phòng của mình. Hiện tại phòng mình nó có đèn, thế nên thì mọi người sẽ thấy được cái hiệu quả cắt sáng của con này nó rất là tốt nha. Mọi người sẽ để ý nha, này ở trên này là hoàn toàn không còn gì này, là 92 này, 91 này, 90 này, 83, 93 đó. Mọi người sẽ để ý ha, tức là ánh sáng của con này nó cắt rất là ok đó. Có nghĩa là mọi người sẽ lưu ý, mặc dù nó không phải là nó không có cái gọi là cái màn chập, nó không có cái màn chập nha, nhưng mà nó vẫn cắt sáng rất là ok, và nó sẽ không có lọt sáng nha mọi người. Nhìn này, một điều mình rất thích nó là nó không hề lọt sáng này đó. Thì đó là mọi người sẽ biết được là cái khả năng cắt của con này, dù con này nó dùng công nghệ hơi bị cũ nhưng mà nó vẫn cắt sáng được. Mình chả hiểu con này nó xài công nghệ chóa này, mình chả hiểu sao nó có thể cắt sáng được tốt như vậy. Mọi người sẽ thấy bây giờ thì mình sẽ bắt đầu đo ở ngay góc này. Thì bây giờ mọi người sẽ thấy này, hiện tại bây giờ cái chỉ số mình đang đo được sẽ là 18.200. Ok ha, 18.200 ở cái vị trí Coast này, 18.200. Ok ha. Rồi bây giờ mình sẽ đưa ra nó là 10 độ. Thì 10 độ nó sẽ còn bao nhiêu? Sẽ còn là 16.800 ha. Mọi người sẽ lưu ý nó vừa mới lên lại được là 16.800. Ok, thì đó là góc 10 độ, mình đưa nó ra 20 độ thì nó sẽ còn bao nhiêu? Mọi người sẽ lưu ý khi mà đưa ra 20 độ thì nó sẽ còn là 13.100 nha, 13.100. Mình đưa nó ra ở góc 30 độ thì nó sẽ còn bao nhiêu? Ở khoảng 30 độ thì nó sẽ còn đó là 9.000. Ok ha, nhưng mà mình sẽ không ghi con số này, mình đi luôn con số 40 đi ha. Thì ở tại con số 40 thì bạn sẽ ghi nhận được là bao nhiêu ha? Tại 40 thì bạn sẽ ghi nhận được đó là 6.170 ha, 6.170. Bạn sẽ ghi nhận con số đó. Ở góc 60 bạn sẽ ghi nhận được bao nhiêu? Ở góc 60 thì bạn sẽ ghi nhận là 1.897. Mình làm tròn luôn là 1.900 ha, mọi người lưu ý mình làm tròn 1.900 cho nó lẹ. Rồi mà khi các bạn ra được ở cái góc 80 này ha, đây góc 80 này, mọi người lưu ý mình đang đo ở góc 80, thì ở 80 thì nó sẽ là 228. Đó, 228. Đó, thì giống như mình nói rồi ha, ngoài 80 thực ra cái ánh sáng này nó chỉ là một ánh sáng nó khá là lê lói thôi, nhưng mình đo lên 80 là mình nó là ok rồi. Thì đó chính là cái Coast mọi người nhé. Thì đó là mình đo cái chiều rộng này. Vậy thì mình đo cái chiều dọc thì sao? Mình đo cái chiều dọc thì chắc là các bạn đã biết rồi đúng không? Ở tại cái 10 cái góc mà 0 độ như thế này nhá, ở cái góc 0 độ này thì nó chỉ có được cái con số đó là bao nhiêu? Ý, tắt rồi. Cái máy đo nó tắt rồi. Tại vị trí 0 độ thì nó sẽ là 8.500. Nhưng mà nếu như nó xuống ở 10 độ ha thì nó sẽ lên được con số là gì? Nó lên được con số đó là 18.000. Sận thật. Lên con số là 18.000. Mình xuống 20 độ thì nó sẽ còn bao nhiêu? Ở 20 độ thì nó sẽ là 12.800. 12.800 ha. Mọi người sẽ 12.800. Rồi và mình xuống tới 30 độ nó còn bao nhiêu? Nó sẽ còn nó là 6.200 6.230 mình có đại 6.200 ha.
Rồi mình xuống 40 thì nó sẽ còn bao nhiêu ha? Mình xuống 40 này, ở tại cái 40 này nó sẽ còn, nó là 355 thôi nha mọi người ha. 355 đó, thì ở góc 40, con này không có góc 50, mọi người sẽ thấy được như vậy ha. Thì đó là cái cost. Vậy thì thông qua cái chỉ số đo vừa rồi thì mọi người sẽ nhận thấy được một điều gì như thế này, là con này có khả năng là nó làm được 18.000 lux, tương đương 18.000 candela, nhưng mà nó mạnh nhất ở cái đoạn đó là góc 10 độ. Thì mọi người sẽ thấy ha, tức là cái quần sáng ở cái đoạn giữa góc 10 độ này, thế sẽ là quần sáng đẹp nhất và sáng nhất của cái đèn cos này. Rồi, thì đó là mọi người vừa mới thấy được đúng không? Mọi người vừa mới thấy được là một cây đèn mà có khả năng tạo ra một ánh sáng mà cos tốt như vậy, tức là cái góc rộng 80, cái góc dọc là 40 ha, và có thể tạo ra được 18.000 candela cho một bóng ha, tương đương với lại là khi mà làm được hai bóng như vậy thì nó sẽ được 36.000 cho cái ánh sáng vàng Kelvin, ánh sáng Kelvin 3.000. Thì mọi người sẽ thấy một điều là rất là tốt ở trong một cây đèn cos như vậy. Nhưng mà điều đặc biệt của cây đèn này nè, các bạn nhìn thấy nè, chắc là bạn sẽ không thấy, trên thị trường hiện tại bây giờ mình cũng sẽ không thấy được một cây đèn nào mà nó có đèn cos như thế này đúng không? Đèn cos đang tốt thế này đúng không? Chuyển qua pha này y chang như cây đèn pin, mọi người nhìn thấy không? Nó y chang như cây đèn pin. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là nó chỉ sáng đúng cái phần tâm này thôi, còn lại phía bên ngoài nó cắt sáng hết mọi người ạ. Bên ngoài nó cắt sáng hết, cái đèn thứ hai nó đang phản sáng lại, cho nên thành ra đó là nó bị như vậy. Nhưng mà mọi người thấy nó cắt sáng hết hoàn toàn, cắt sáng hết hoàn toàn, và nó chỉ còn sáng ở khu vực tâm như vậy thôi. Thì mọi người sẽ nhìn thấy này, nó tạo ra được một cái ánh sáng nhìn giống như một chiếc lá, nhìn giống như một chiếc lá, và nó sẽ kéo từ góc 40, từ tâm ra được góc 40, và phía trên dưới thì ở bên dưới nó sẽ tới được 20, ở phía trên thì thực ra nó chỉ tới được 10, nhưng bên dưới nó có thể tới được tới 20. Mọi người sẽ thấy không? Và điều đặc biệt nhất này, cái này chắc là mình phải chuyển qua một chế độ đo, đó là chế độ đo maximum, để cho mọi người thấy được một điều cực kỳ gọi là dã man của cây đèn này. Đó ha, mình sẽ đo một cái gọi là đo chế độ maximum, và mình cho mọi người nhìn thấy được cái thước này khi mà mình đo ra nó sẽ như thế nào. Rồi, mọi người nhìn thấy như này, tắt đi nha. Mọi người nhìn thấy nha, đây. Rồi, mọi người thấy không? Nó nhân 100 có nghĩa là gì? Hiện tại các bạn đang nhìn thấy là trên cái này đó sẽ là 148.000 candela. 148.000 candela nha mọi người nha, 148.000 cho một bóng. Mọi người thấy kinh khủng không? 148.000 candela cho một bóng nha. Đương nhiên mình sẽ không có bật cái chế độ max nữa, mình chuyển qua chế độ thường nha. Đó, mình chuyển qua chế độ thường. Vậy 140.000 ha, 148.000 candela. Rồi, thì các bạn lưu ý là ở góc 0 độ thì nó có thể ra được con số như vậy. Và nếu như bây giờ mình di chuyển nó ra ha, ở góc 10 độ nó sẽ tạo ra được bao nhiêu? Rồi ha, ở góc 10 độ này, ở trong này nó sẽ tạo ra một, và bây giờ nó đang nhảy 151.000 luôn mọi người ơi. Nó đang nhảy được 151.000, phải 148 nữa, 151.000. 151.000 candela. Tại vì cái con số này nó ảo quá, nên thành ra là ảo. Ý của mình là đôi khi các bạn sẽ không tin được đó là nó thể ra được con số như vậy đâu. Cho nên thành ra là mình cho mọi người xem mất công kêu ông cô channel. Đây, thấy không? 151.600. Kinh khủng. 151.600, 151.600 candela. Tức là hai bóng cộng lại là 300.000 candela nha. Mọi người lưu ý nha, 300.000 candela cho một cái đèn mà mang tính chất là hybrid như vậy. Hybrid ý mình là nó có khả năng làm được đèn cốt. Rồi đương nhiên khi mà mọi người ở đây là 100, trời má ơi, hiện tại đang hiện là 153.000, nhưng mà thôi mình không có đưa cho mọi người nữa, mình lười quá rồi. Ok ha. Rồi, thì bây giờ mình sẽ kéo ra 5 độ, thì ở ngoài ở cái khu vực 5 độ thì ánh sáng của nó sẽ còn bao nhiêu? Thì khi mà mình kéo, không phải 5 độ nha mọi người ha, mình đang kéo ra như thế này nó sẽ là 10 độ. Thì ở cái đoạn 10 độ á thì nó sẽ có ánh sáng là 61.800. 61.800. Ok ha. Mình kéo ra ở góc 20 độ thì nó sẽ còn bao nhiêu trong cái tâm ánh sáng này? Mình kéo ra ở góc 20 độ thì nó sẽ còn, nó là 25.230. Mình kéo nó ra ở góc 30 độ thì nó sẽ còn 8.000 ha. Cái này mình sẽ kéo ra, nó ra ở góc 30 độ á ha, góc 30 độ thì nó sẽ còn là 8.400.
Mọi người lưu ý ha, 8400. Rồi, ra tới 40 độ này là hết rồi, cho nên thành ra mình không có đo 40 độ nó vừa hết luôn á, cho nên thành ra là mình sẽ đo là như vậy. Rồi, ở phía trên này, ở ngay đoạn cái tâm này nó sẽ là được là 82.000. Mình đi xuống ở đây sẽ là được 64.000. Tức là ở cái đoạn 0 độ này ha, ở cái đoạn 0 độ này mình sẽ đo cái vị trí dọc. Ở cái đoạn 0 độ này mình sẽ đo được đó là 100.000. Mình sẽ ghi lại hết con số để sau đó mình sẽ chia sẻ nó cho mọi người. Đôi khi nhiều lúc mọi người không cần phải ngồi xem cái review này, mọi người cũng có được con số. Ok ha. Mọi người sẽ lưu ý này, ở vị trí 0 độ này sẽ là 100.000, ở vị trí 5 độ nó sẽ là 150.000 ha. Và mình xuống ở vị trí 10 độ thì nó sẽ còn bao nhiêu? Rồi. Lúc nãy sẽ là 150.000 ở vị trí đó là 5 độ. Và ở vị trí mà nó gọi là 10 độ á, tại vì cái beam này nó nhỏ quá cho nên mình sẽ đo con số nó nhỏ hơn ha. Ở cái beam ở vị trí 10 độ thì nó sẽ tạo ra ánh sáng nó là 75.000, 77.000 ha. Nó hiện là 77.000. 78.000 chứ, 78.000 candela. 78.000 candela. Mọi người thấy kinh khủng không? Xuống tới số 20 này thì nó xuống tới 20 này thì nó hết rồi. Nó tầm khoảng là 18 thôi. Nó tầm khoảng là góc 18 thì nó sẽ có một cái beam như vậy. Thì có nghĩa là đây là một cái đèn mà nó khá là kinh khủng nha mọi người ha. Bây giờ mình quay trở lại này, mình để vào cái vị trí nó hiện tại nó đang được 150.000. Thì bây giờ sẽ cho mọi người xem một thấy một vấn đề này. Khi mình vừa bật cốt vừa bật pha thì chắc là bây giờ mọi người sẽ tò mò là ok, vậy thì lúc nãy nó là 150.000, vậy bây giờ mình vừa bật cốt vừa bật pha thì nó có bị giảm cái ánh sáng đi hay không? Thì nó chia sẻ với mọi người luôn, hiện tại bây giờ đó là cái máy của mình đang đo đó là 151.000. Lúc nãy là thực ra nó nhảy là 158, 151.000. Vậy là cái gì nó đang xảy ra? Mọi người sẽ để ý này, cái gì nó đang xảy ra. Rồi, một điều nó đang xảy ra này, đó. Có nghĩa là cái ánh sáng của cái pha này hoàn toàn nó không có giảm đi, mà nó chỉ bật thêm một cái đèn cốt thôi. Cái ánh sáng này nó không giảm đi luôn. Và công suất hiện tại đang chạy, các mọi người nhìn thấy đúng không? Mọi người đang nhìn thấy này, công suất hiện tại đang nhìn này là đang chạy là 151W. Ok ha, 151W. Vậy thì mọi người sẽ thấy được một điều đặc biệt của cái đèn này, đó là cái pha và cái cốt đó khi mọi người bật riêng thì nó chạy được maximum công suất đúng không? Nè, mọi người cho mọi người xem lại. Nếu mọi người bật cốt là nó nhảy 97W, đúng chưa? Nếu mọi người bật pha một mình nó nhảy đó là 50W. 50W mà tạo ra được 300.000 candela hai bóng nha mọi người nha, kinh khủng không? Lưu ý nha, 50W mà tạo ra hai bóng là 300.000 candela. Ok ha, mọi người lưu ý nha. Cây tun R4 60W một bóng nha, thì nó sẽ tạo ra được là 200.000 candela. 60W một bóng, 60W một bóng nó tạo ra được 200.000 candela. Cây này gom y chang như cây tun R4, nhưng mà hai bóng nó chỉ xài là 50W. Giờ 51W kìa. Và cái đèn này cũng lạ nha mọi người nha. Bình thường là cái đèn của người ta đó là xài lâu á xài lâu á thì nó phải xuống. Mà cái đèn quỷ này xài lâu lên watt đi, mọi người nhìn này. Không hiểu được. Càng xài nó càng lên watt đó, mọi người sẽ để ý ha. Rồi, nhưng mà mọi người sẽ nhìn thấy được ha. Đó là 520W mà tạo được 300.000 candela. Các bạn cứ tính đi trên cái ánh sáng nó tạo được trên cái công suất nha. Rồi. Trước khi mà mình đi qua cái phần mình chia sẻ thêm cho mọi người thì có một cái mà mình vừa mới tính xong mình chia sẻ với mọi người luôn. Thì mong mọi người cũng thông cảm, đó là những cái review đèn của mình thì nó hơi kiểu là mình test tới đâu nó phát sinh tới đó, mình hiểu tới đó thì mình sẽ nói cho mọi người. Thành ra là cái review đèn của mình nó hơi dài. Nhiều lúc cũng muốn kiểu như là ngồi soạn trước hết rồi lên kịch bản để quay cho mọi người, nhưng mà mình thì mình thích đó là mình tự test, mình trải nghiệm, mình thấy như thế nào thì mình chia sẻ với mọi người luôn, chứ mình không có muốn lên kịch bản trước ha. Thì thành ra đó là cái này thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người một xí. Tức là mọi người biết là hiện tại mình đang cầm một cái đèn tun, là cái đèn tun R4. Mình lấy cái R4 là một cái đèn tiêu chuẩn tại vì mình thích cái đèn tun R4. Cơ bản đó là nó đẹp và ánh sáng nó tạo ra được từ 60W của cái đèn tun R4 là nó tạo được 200.000 candela. Rồi, được chưa? Thì đó là một cái đèn tun R4. Thì mọi người xin lưu ý một điều như thế này. Vậy thì câu chuyện của chúng ta như thế này nè. Một cây đèn tun R4 nó tạo được 200.000 candela và nó xài là 60W điện. Vậy tương đương là 1W điện. Về cái gọi là cái efficiency, tức là cái hiệu suất của nó tận dụng được cái điện của nó, thì cứ 1W điện là nó tạo ra được 3.300
Canela hay là 3300 Lux. Nhưng mà bạn sẽ lưu ý một điều là cái cây đèn này nó ở cái đèn pha thì một cái bóng, mình tính hai cái bóng đi ha, một cái thì cũng được nữa, nhưng mà tại vì cái công suất này hiện tại mình đang tính là hai, cho nên mình tính nó luôn là hai nha. Tại vì các bạn lúc này mình đo các bạn công suất đó là 52W đúng không, nhưng mà nó tạo được 300.000 candela, 52W điện nhưng mà tạo được 300.000 candela. Vậy thì mình sẽ tính ra cái tỷ trọng mà ánh sáng tạo được trên một cái volt điện, thì mọi người sẽ để ý đó là với 1W điện nhé, với 1W điện cây đèn này nó có khả năng tạo ra được đó là 5769 lux hoặc là candela, tại vì mình đang đo ở ngay điểm này nó là chuẩn luôn. Tức là 5700 so với cái tun nó chỉ là 3300, 1W điện nó chỉ tạo ra được 3300, còn cây này 1W điện nó tạo được 5700 ánh sáng. Đương nhiên tại cái câu chuyện là một cái đèn tun R4 nó chỉ là 2.3 triệu, đi so sánh với cặp đèn 10 triệu như thế này thì thực sự là vô lý đúng không? Thực ra câu chuyện là rất là vô lý. Nhưng mà cái ở đây mình đang muốn nói đến cho mọi người một điều như thế này nè. Một lần nữa mình khẳng định với mọi người luôn, đèn tốt không phải là đèn xài nhiều điện. Đèn tốt là cái đèn mà từ một cái nguồn điện như vậy nó tạo ra được ánh sáng tốt mới gọi là đèn xịn. Nên mọi người lưu ý ha. Có nghĩa là 1W điện, cây đèn này có thể tạo ra được đó là 5700 lux hoặc candela. Nhưng 1W điện cái đèn tun R4 nó chỉ tạo được 3300. Bạn hiểu được cái giá trị của đèn xịn nó là như vậy. Các bạn đừng hiểu nhầm đó là cái đèn mà watt càng cao là cái đèn càng xịn, nó không phải. Với cái giá trị watt đó nó tạo được ánh sáng tốt thì nó mới là đèn xịn. Ok ha. Rồi, quay qua câu chuyện này, nói dài đúng không? Làm review nó hơi kỳ. Nhưng mà quay qua câu chuyện này, mọi người đã nhìn thấy cái điện của mình đang để đúng không? Đó là 14V, nó mình đang mô phỏng là cái điện xe của mình CB650R là 14. Nhưng mọi người sẽ lưu ý đó là cây đèn này nó được công bố là nó là bao nhiêu? Nó là 180W. Nhưng mà nãy giờ mình không hề thấy được câu chuyện là 180W đúng không? Mình không hề thấy được câu chuyện là 180W. Mình thấy cốt nó là bao nhiêu? Mình thấy cốt nó gần được 100. Mình thấy pha nó là gần là 152 đúng không? Và mình thấy mình bật hết cả hai nó là 150. Mình bật hết cả hai là nó 150, nó dao động như vậy. Nó dao động từ 150 tới 152W. Vậy thì 180 nằm đâu? Câu chuyện là 180 nằm đâu thì mọi người nhìn 180 nó nằm ở đây nè. Khi mình tăng cái dòng điện của mình lên 16, dòng điện của mình lên 16V. Mình tăng dòng điện của mình lên 16V nha, mọi người nhìn này. Cái này là 97W. Cái này là 77W. Lúc nãy mình đo nó bao nhiêu? Lúc nãy mình đo nó chỉ là 52 thôi. Ok, nãy mình đo nó chỉ là 52 thôi. Lúc nãy mình đo nó chỉ là 52 thôi. Còn bây giờ mọi người nhìn thấy nó bao nhiêu? Nó là 76 và 75. Bây giờ hiện tại cái thước mình đang đo được là bao nhiêu? Mình sẽ bật qua cái chế độ là đo max luôn cho mọi người, để mọi người có thể chứng kiến được cái điều mà mình đang trải nghiệm. Mọi người nhìn này. Mọi người nhìn nhé. Đây. Mọi người thấy không? 162.000. Lúc nãy 150, bây giờ 162.000. Ok ha. Và mình bật thêm một lần nữa này, mình bật ra vừa cốt vừa pha. Các bạn nhìn thấy hiện tại cái này là bao nhiêu? 180W. Ok ha, 180W. Hiện tại cái đèn của mình đang chạy là 180W. Đương nhiên nó đang tụt xuống một xí. Nó đang tụt xuống một xí tại vì cái dòng điện này hiện tại đang không đủ để nuôi nó này. Rồi, thì mọi người sẽ lưu ý một điều như thế này. Đố mọi người biết hiện tại bây giờ cái thước của mình đang đo được là bao nhiêu á. Đố mọi người biết luôn á, cái thước mình hiện tại của mình đang đo được là bao nhiêu á. Mình tắt đi nha. Mình tại vì lưu ý là mình đo chế độ maximum như này nó còn lưu lại. Nè. Ý à, 172.000 một bóng. 172.000 một bóng. Khi mình vừa bật cốt vừa bật pha, nó 172.000 một bóng. Có nghĩa là mình có, nếu như mình gộp hai bóng lại thì nó sẽ là không phải 344.000 candela. 344.000 candela và lux. Là cái đèn này mạnh kinh khủng. Nó sáng kinh khủng. Vậy thì mọi người sẽ hiểu được một cái điều đặc biệt của cái đèn này, nó sẽ là như thế này. Cái đèn này khi các bạn lắp lên điện của xe máy bình thường như mình sẽ điện 14W thì nó sẽ chạy được tầm khoảng 150. À, 14V, xin lỗi, nói lịu. Là nó sẽ chạy được tầm khoảng 150. Ok ha. Nhưng nếu các bạn có cái điện là điện 16 thì nó sẽ chạy 180. Và khi nó chạy 180 thì ánh sáng nó kinh khủng hơn nữa.
Và giống như mình vừa làm cho mọi người thấy, thì khi nó chạy được 180 thì ánh sáng này lên tới là 340.000 candela, là một trong cái đèn cực kỳ đặc biệt. Thì đương nhiên nó là xe máy đào ra điện 16 chứ mình không biết là độ có độ lên, cái này mình chưa nghiên cứu lắm nhưng không biết có ai độ lên được xe máy điện 16 hay không, nhưng mà ai mà chơi ô tô lắp đèn này xịn luôn. Mọi người thấy đúng không? Chắc mọi người hiểu đúng không? Lắp ô tô xịn luôn. Dã man thật. Không thể tin nổi. Ok ha, thì đó là chia sẻ cho mọi người biết về cái công suất của cái hiệu suất ánh sáng của cái đèn này. Thì đó cũng là lý do tại vì sao mà mình lại quyết định lắp cái đèn này lên trên xe của mình để sử dụng. Rồi, đó là chính là cái phần mà mình đã đo được cái hiệu suất của cái đèn này cũng như là cái ánh sáng mà cái đèn này có thể tạo ra. Và thật ra thì lúc mà mình đo xong thì mình đã có một cái sự rất là băn khoăn về cái việc đó là cái tim của đèn pha nó thấp ngang tầm với, không phải là thấp ngang tầm mà nó, và là nó ở trong cái, nó có một phần của cái tim pha nó ở trong cái tầm, nó ở trong cái tầm của đèn cốt, nên đó là một điều mà khiến cho mình đã rất là băn khoăn khi mà mình lắp lên đèn. Thật ra mình lắp lên mình cũng sợ đó là cái này nó sẽ không có được gọi là hợp lý ha, không được hợp lý, tại vì tại sao đèn pha mà nó lại cái tâm nó lại có một cái phần nửa phần tâm nó lại ở trong cái đèn cốt như vậy. Thì mình đã lắp lên xe và mình đã đi test và mình đã đi lên Đà Lạt và mình đã test trên Đà Lạt. Và phần tiếp theo của cái video clip này, review này chính là cái lúc mà mình đã chạy cái xe này trên Đà Lạt. Và bây giờ mình sẽ cho mọi người thấy đó là ok, hiệu quả thực sự của cái đèn này khi mình chạy trên Đà Lạt là nó như thế nào nhé. Hiện tại bây giờ là hai vợ chồng mình đang trên đường đó là đi về trung tâm của Đà Lạt. Nhưng mà đây sẽ là một con đường tuyệt vời để mình cũng là một phần để cái để mình thể hiện cho mọi người xem được coi sức mạnh của cây đèn là PL40 này ha. Thì hiện tại mọi người đang thấy đó là một cái lưu ý đầu tiên là mình đang quay bằng GoPro, mà GoPro thì quay ban đêm nó rất là kém. Mình cho nên đó là mình đã phải giới hạn cái gọi là cái ISO của cái GoPro của mình, cho nên là cái GoPro của mình khi quay đêm nó sẽ không được sáng giống như là những thiết bị khác mọi người ạ. Có nghĩa là mọi người sẽ cảm thấy nó tối hơn so với thực tế. Mọi người lưu ý ha, để vấn đề đó là mình muốn là ít nhất là khi mình về là mình sẽ có cái gọi là có cái clip tốt để mình edit để các vấn đề liên quan tới clip. Cho nên đó là mọi người sẽ thấy là mình đã cố tình hạ ISO xuống, cho nên đó là clip này lưu ý là ánh sáng thực tế nó sẽ sáng hơn những gì mà các bạn đang xem thấy trên clip này. Nhưng mà đây là một clip để các bạn có thể tham khảo được. Thì hiện tại bây giờ mình đang đi đường thì mọi người cũng đã thấy rồi đúng không? Đường là đường tối âm. Bây giờ, và đây sẽ là đèn zin của mình. Và bây giờ mình sẽ bật cái PL40. Đây sẽ là PL40. Ok ha. Thì mọi người sẽ nhìn thấy được ha, PL40. Rồi, đây chính là cái code của PL40 ha. Mọi người sẽ thấy được là mình đang đi một lane thì nó sẽ sáng thêm cả cái lane phía bên kia, đúng không nào? Tức là cái lane đối diện á, mọi người sẽ thấy được cái lane đối diện. Và cái code của cái PL40 này mình đang chỉnh nó bằng với lại cái code của con CB650R, cho nên hiện tại mọi người thấy cái tâm sáng màu trắng của cái code zin nó ở đâu thì cái đèn này nó sẽ nằm ở đó. Thì mọi người sẽ thấy được nó sẽ ra được một ánh sáng rất là đều và nó rất là đẹp và rất là mạnh ở phía trước này. Mọi người sẽ nhìn thấy như vậy ha, tại vì đó là khi mà về công suất của chúng ta đo được ha, thì công suất của cái đèn này mặc dù nó là ánh sáng màu vàng nhưng mà cái hiệu suất ánh sáng nó tự tạo ra nó cực kỳ tốt. Hiện tại bây giờ đang đi chơi nên mình không nhớ được con số bên trước mình đã đo là bao nhiêu. Nhưng mà khi mình về thì mình sẽ edit và mình sẽ ghi lại con số bên trước mình đã đo rồi. Thì hiện tại do cái xe đằng trước đang đi sát mình quá cho nên là mình sẽ không bật pha. Mọi người ha, mình để cho cái xe nó đi qua xong rồi mình sẽ bắt đầu mình bật pha lên cho mọi người xem ha. Tạm thời mình sẽ tắt cái vlog này. Rồi ok, thì mọi người sẽ thấy mình chạy được một đoạn xa xa rồi ha. Thì bây giờ mình sẽ chuyển sang một cái mà đặc biệt nhất mà mọi người có thể thấy được, đó là cái đèn pha của cái đèn này. Thì mọi người lưu ý này, đèn pha của cái đèn này là một cái đèn pha nó rất là gom và nó sẽ gom như thế này. Đợi xe đi qua đó. Đây, mọi người sẽ thấy ha, nó sẽ rất là gom và nó chỉ sáng đúng cái điểm mà mình mong muốn thôi. Ở đây hiện tại là mình đang cố chỉnh cho hai cái tâm đèn nó được trùng nhau để nó gom sáng đúng vào một cái lane đường. Tức là mình không muốn cái pha của mình nó chạy hai lane. Nên mình đang cố gắng mình bật cái pha của mình để nó chạy được một lane đường ha. Thì mọi người sẽ nhìn thấy đây chính là cái pha một lane đường của mình. Chính là cái pha một lane đường. Ok ha, mọi người sẽ thấy được ở xung quanh sẽ hoàn toàn sẽ không có ánh sáng. Mọi người nhìn ở phía bên này nó sẽ không có ánh sáng ha. Nó chỉ có sáng đúng ở chọn đoạn tâm đó. Bây giờ mình sẽ bật hết cả hai lên đó. Thì mình sẽ vừa có cốt mà mình vừa có pha gom ở phía đằng xa như vậy. Nếu như mình tắt pha đi mọi người sẽ nhìn thấy đó, mọi người sẽ không còn thấy cái tâm pha nó ở đằng trước nữa ha.
Rồi, và khi mình bật lên, mình bật thêm một lần nữa thì nó sẽ là như thế này. Rồi, bây giờ thấy ha. Rồi, thì đây là một trong những cái hiệu suất ánh sáng mà cực kỳ ấn tượng, mọi người lưu ý ha. Rồi, đó chính là lúc mà hai vợ chồng mình đã đi chơi trên Đà Lạt và mình đã quay lại cho mọi người thấy được cái hiệu năng của cái đèn này và cái ánh sáng của cái đèn này khi mà nó chạy trên đường thực tế là như thế nào thì mọi người có thể thấy được ha. Vậy thì tổng kết lại đối với mình, cái lý do tại vì sao mà mình quyết định mình mua cái đèn này và mình test và mình lắp lên xe của mình thì nó đảm bảo rất là nhiều yếu tố mình đang thích. Thứ nhất đó là nó to, nó đẹp, nó hầm hố và mình thích cái vụ mà cái vòng này nè mọi người ha. Mọi người có thể thay đổi màu sắc của cái vòng này nếu như mọi người mong muốn. Mình thì đang chờ cái vòng màu đỏ mình về để mình có thể thay vào cho nó đẹp đó mọi người ha. Màu đen cũng ok nhưng mà mình thích thêm màu đỏ nữa. Rồi đó là cái mình thích, hoàn thiện, đẹp, to, hầm hố, rất là phù hợp để lắp lên những cái xe có cái khung lớn giống như xe của mình. Và mình nghĩ là cái này nó lắp lên ADV cực kỳ đã luôn. Nên đó là mình mua cặp đèn này xong rồi sau này khi mà mình đổi xe, mình đổi ADV thì chắc chắn là cặp đèn này là mình đưa lên mình lắp nó cực kỳ thích và cực kỳ đẹp. Đối với cá nhân của mình ha, cá nhân của mình là mình thấy như vậy. Cái độ hoàn thiện cái đèn này rất là ok, mọi người lưu ý ha. Và chế độ bảo hành của cái đèn này cũng được nữa, mọi người lưu ý ha. Thì mọi người sẽ lưu ý đó là khi mà mọi người mua đèn từ những cái đại lý lớn hoặc là mọi người có thể là mua đèn từ mình đi ha. Thực ra thì sản phẩm này mình cũng có bán luôn thì mọi người sẽ được hưởng ưu đãi và bảo hành rất là lâu, mọi người có thể bảo hành lên tới 24 tháng ha. Cái đó là hỗ trợ đặc biệt mà hãng đưa cho những khách hàng nào mà mua từ kênh Cổ Channel thì đó là mọi người sẽ lưu ý về cái đó. Thì bảo hành 24 tháng thì cũng là một cái mà mọi người nên cân nhắc để mọi người có thể nhận được cái ưu đãi đó. Rồi cái tiếp theo nữa là mình thấy là cái lượng ánh sáng của cái đèn này nó hoàn toàn đủ để cho mình chạy. Tức là mình thì thực ra là mình chưa test chạy nhanh hơn được 150 tại vì thực ra mình cũng không dám. Nếu như mà bạn nào hỏi là cái đèn này chạy trên 150 được ban đêm chạy có hiệu quả hay không thì thực ra thì mình không dám chạy tới mức độ đó, nhưng mà mình đã từng chạy tới 140 rồi thì mình thấy ánh sáng hoàn toàn vừa đủ để mình chạy. Khi mình bật cốt, mình bật cốt vừa bật pha lên, tức là mình bật 146W lên mình chạy thì mình thấy hoàn toàn cực kỳ yên tâm luôn. Đó, cực kỳ yên tâm luôn. Thì đó là một trong những cái mà đối với cá nhân mình thì mình thấy nó là với cái vận tốc mà mình đã chạy là 140 ha, thì khi mà mình đi Đà Lạt thì mình thấy là cái đèn này hoàn toàn đáp ứng đủ điều đó và mình rất hài lòng với cái ánh sáng từ cái đèn này đưa ra. Thì đó là một trong những cái mà mình thấy được, đó là mình rất thích. Và đương nhiên quan trọng nhất với phong cách chơi đèn của mình thì mình thích những cái đèn mà không làm ảnh hưởng tới người khác. Thì cái đèn này là một cái đèn duy nhất tại thời điểm hiện tại mà mình biết mà nó vừa có cos cắt không làm chói người khác mà lại vừa có pha gom và không có ánh sáng bị lọt ra, tức là không có ánh sáng tỏa nó bị lọt ra mà nó chỉ có đúng cái pha gom và gom đúng cái tâm mà mình mong muốn. Tức là mình có thể chỉnh cho nó gom một làn đường hoặc là thậm chí là mình có thể chỉnh cho nó gom hai làn đường đều được luôn. Nhưng mà mình đương nhiên là mình chỉnh cho nó gom một làn đường để nó không làm chói cái làn đối diện để mình có thể bật full đèn bất cứ lúc nào mình mong muốn. Thì đó là trong những điều tuyệt vời nhất mà mình thích từ cây đèn này. Mọi người lưu ý ha. Thì đó là những lý do mà khiến mình quyết định mua cái đèn này. Yeah. Nãy giờ thì mình nói rất nhiều về các lý do mà mình thích về cái đèn này và là những cái lý do mình chọn mua cái đèn này. Vậy thì chắc chắn các bạn sẽ quan tâm là vậy thì có lý do gì mà tôi nên cân nhắc khi mà tôi lựa chọn cái đèn này không cồ, đúng không? Thì cái đầu tiên mà mình nghĩ là mình sẽ chia sẻ lại với mọi người là một số cái điều. Thứ nhất là điều như thế này. Cái bộ công tắc của cái đèn này thì mình nghĩ là bộ công tắc của cái đèn này thì vẫn có chất lượng xuyên cái nước anode á, cái nước màu nước anode của cái bộ công tắc mình không thích. Tức là cơ bản thì nó vẫn đang bị chày á mọi người ha, tức là rất là dễ bị chày sơn. Cái đèn thì hoàn toàn không bị nha, cái chất lượng của cái đèn rất là tốt và mình đánh giá là cái đèn rất là đẹp, nhưng mà cái công tắc thì nó lại không có được bền màu, cho nên nó là thực sự là điểm trừ cho vụ công tắc. Cái này thì mình đã ý kiến với lại bên BMA thì để cho họ có thể mà hoàn thiện cái này được tốt hơn. Thẩm mỹ mà ảnh hưởng khi sử dụng thì có ảnh hưởng hay không, thực ra thì mình nghĩ là không, tại vì thực ra thì mọi người cũng không có để ý nhiều với công tắc, nhưng mà như đó là mình nghĩ là dù sao thì mình vẫn thích một sản phẩm được hoàn thiện tốt hơn, thì cái này là một điều mà họ BMA có thể cố gắng cải thiện để làm cho nước sơn được tốt hơn. Rồi, một cái lưu ý tiếp theo nữa mọi người sẽ lưu ý đó là cái filter bảo vệ này thì mọi người đã biết đúng không? Mình sẽ có filter bảo vệ màu trắng và mình sẽ có thêm filter bảo vệ màu vàng. Thì cũng chia sẻ với mọi người luôn đó là cái filter bảo vệ này thì nó giống như mấy cái chụp đèn mọi người lắp ở trên đây này. Những cái chụp đèn này khi mà đi mưa nó rất là dễ bị động sương. Tại vì mọi người biết đó là khi mà có sự chênh lệch nhiệt độ thì sẽ có hiện tượng đó là nó sẽ độ ẩm ở phía bên trong này thì nó sẽ được ngưng tụ tạo thành nước á.
và nó sẽ bám tạo thành xương, tạo thành nước, nó bám lên bên mặt kính á, giống như mấy cái đèn tun này nó có mấy cái chụp đồng màu vàng á, hồi xưa mình dùng chứ sau này mình không dùng nữa, mình bỏ luôn, tại vì thực ra khi chụp màu vàng vào thì nó sẽ đọng hơi nước ở phía bên trong là nó mờ nhòa, nó không có nghĩa lý gì hết. Cho nên thì cái bộ bảo vệ này nè, khi mà mình đi Đà Lạt á, nó cũng bị như vậy luôn. Cho nên đó là cái bộ bảo vệ này mà khi mình đi Đà Lạt, đó là mình mà sử dụng nó để mình chạy á, thì nó sẽ bị hơi nước, nó bị cái hơi xương nó đọng ở trong cái lớp tấm bảo vệ này ha, thì dẫn tới đó là lúc đó là cái đường cắt của ánh sáng nó sẽ không còn được tốt nữa. Cho nên ở lúc đó thì khi mình bật cốt thì vẫn có khả năng gây chói người ta. Cho nên đó là mình đã có khi mình đi Đà Lạt á, đó là mình đã phải, đó là mọi người biết sao, khi mình đi Đà Lạt mình gỡ cái tấm bảo vệ này ra luôn. Mình gỡ cái tấm bảo vệ này ra luôn, tại vì mình không có muốn nó chói người khác á. Cho nên mình gỡ cái tấm bảo vệ này ra luôn ha. Chứ đèn thì không liên quan nhé mọi người nhé. Cái đèn thì đương nhiên nó không liên quan. Cái đèn thì đương nhiên nó sẽ không bị hơi bị nước hay là bị hơi gì cả. Mà chỉ liên quan cái tấm kính bảo vệ này, tại vì cơ bản nó không có kín khí á. Nó giống như cái pin lock vậy á. Mọi người cứ hiểu chức năng của pin lock là nó tạo ra một lớp chân không. Thì cái này nó không kín để tạo ra được một lớp chân không. Thành ra nó bị độc xương. Cho nên thành ra là mình đi những khu vực thời tiết mà nó nắng ráo, hay là những khu vực mà giống như Sài Gòn như thế này thì đi thoải mái, đi lên Đà Lạt thì nó mình gỡ ra luôn cho nó đẹp. Thì đó là cái thứ hai mọi người cần phải quan tâm. Còn gì nữa không nhỉ? Hết rồi. Đó. Mọi người lưu ý có hai cái điểm chính mà mình chê từ cái đèn này, đó là cái chất lượng CNC của cái công tắc. Tiếp theo đó là cái độ hữu dụng của cái filter này. Nhưng mà thật ra thì cái bộ filter này thì nó cũng nhiều hãng cũng bị lắm, tức là mấy cái dù mà mình chụp vô thì nó cũng vậy cả thôi. Cho nên thành ra là cái này thì mình nghĩ chắc họ cũng không làm tốt hơn được đâu, tại vì cũng khó rất là làm được một cái bộ filter mà bỏ vào trong này và nó kín khí hoàn toàn. Lúc đó họ phải sử dụng cái công nghệ làm tốt kiểu như cái pin lock thì họ mới làm được. Thì cái đó thì chắc lúc đó thì giá thành đèn nó cũng cao lắm mọi người ha. Rồi ok, thì đó là hai cái mà mọi người có thể cần phải cân nhắc khi mọi người sử dụng cái đèn. Và cái cuối cùng mọi người cần phải cân nhắc, cái này cực kỳ quan trọng, đó là cái điều mấu chốt thứ ba, đó là phong cách chơi đèn của mọi người là gì. Mọi người hãy lưu ý, đây là một cây đèn mà nó làm rất là tốt chức năng, đó là cắt sáng. Nó cho mọi người được tầng cốt được cắt rất đẹp và tầng pha được gom rất là tốt. Vậy thì điểm yếu của nó là gì? Điểm yếu của nó là nó sẽ không chói. Mọi người hình dung đúng không ạ? Tức là nó sẽ không chói. Nếu như mọi người mà lắp công tắc đá đèn vào, mọi người đá cái đèn này thì mọi người thực ra thì mọi người chỉ đá được cái người đằng trước thôi. Tức là cái người đằng trước họ đang chạy trước mặt mình, tức là họ cùng lên đường mình đá thì chói vào gương chiếu hậu của họ thì họ biết là mình ở phía sau. Chứ mọi người chỉnh mà cho nó đá được sang làng ở phía bên kia thì thực ra thì nó mất đi được cái hay rồi. Thực ra muốn chỉnh thì cũng chỉnh được, nhưng mà nó không còn phải là cái hay của cái đèn này nữa. Vậy thì ý của mình đó là cái đèn này là một cái đèn mà nó không có tỏa, nó không có ánh sáng lọt, cho nên nó không phù hợp với những bạn nào đang mong muốn tìm những cây đèn mà tôi bật lên đó là nó sẽ sáng hết và mọi người phải thấy tôi và mọi người phải né tôi, thì đấy không phải là cây đèn đó. Mọi người lưu ý ha, cây đèn này nó không làm được việc đó, nó không có chói được mọi người ạ. Tức là nó không có tỏa ra để chói người khác được. Nên thành ra đó là nếu như mà những bạn nào có sở thích mà xài những cây đèn như ví dụ như là Tun 70 này, hay là những cây đèn như là nổi tiếng như đèn Clearwater đi ha, thì những cây đèn mà không cắt sáng thì mọi người bật lên cả là nó sáng hết luôn. Thì mọi người sẽ không nên sử dụng những cái đèn này, bởi vì cái đèn này nó không phù hợp với cho mọi người. Ok ha. À vậy thì đó là điều thứ ba đúng không? Nhưng mà điều thứ ba đó nó sẽ dính tới một điều nữa. Nó dính tới một điều nữa mọi người cần phải cân nhắc khi mọi người sử dụng cái đèn này nữa, đó là chính vì lý do cái đèn này nó không có thể nào mà nó làm ra được ánh sáng tỏa và nó chói được, cho nên đó là các bạn sẽ cần phải có những cặp đèn để passing. Và đó là lý do tại vì sao bây giờ mình vẫn đang còn sử dụng cặp Tun này. Cặp Tun này hầu như là mình không bao giờ bật, và cặp Tun này chỉ để đá đèn thôi, tại vì cái cặp Tun này rất là tỏa, nó sáng và nó tỏa nên thành ra đá đèn rất là tốt, và mình dùng nó để đá xe tải và mình dùng nó để đá xe ô tô đi ngược chiều mà bật đèn lên. Thì đó là lý do tại sao thì nó rất là cần thiết đối với mình. Thì mọi người sẽ lưu ý ha, cho nên đó là tại vì cái đèn này là cái đèn siêu cốt rồi và nó siêu gom nữa, thành ra là nó không chói được. Nhớ, muốn sử dụng cái đèn này thì tốt nhất phải hình dung được trong đầu là bạn cần phải đầu tư thêm một cặp đèn này, một cặp đèn tỏa để mà đá đèn nữa nha, chứ còn thôi thì sẽ không được. Ok nhé. Rồi, đó chính là toàn bộ những chia sẻ của mình về cây đèn PL40 ha, tức là Futurize BMA PL40. Ôi cái tên khá là dài. Nói chung là cái tên khá là dài, nhưng mà cái đèn giá thành cũng khá là cao. Đây là cái đèn mắc nhất của mình từng mua. Mình chia sẻ với mọi người thật sự luôn đó, đây là cái bộ đèn mắc nhất mình từng mua. Nhưng mà mình rất hài lòng với bộ đèn này.
và nó đáp ứng được những cái nhu cầu và cái phong cách chơi đèn của mình ha. Thì đây là những cái chia sẻ của mình, thì hy vọng nó sẽ giúp cho mọi người biết thêm được về một cái cây đèn mà nó khá là hay ở trên thị trường như thế này, để mọi người có thể cân nhắc và có thể lựa chọn nó để sử dụng ha. Rồi, thì sau khi mọi người xem xong clip này, nếu như mọi người có bất cứ thắc mắc nào hoặc là mọi người có điều gì muốn chia sẻ thì hãy comment phía bên dưới ha. Mình sẽ trả lời cho tất cả các bạn. Rồi, các bạn đang xem review đến từ kênh Cột Channel ha, các bạn lưu ý ha. Và đây sẽ là tiếp tục là series mà mình chuyên về review đèn. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Nếu mọi người thấy hay thì hãy like và đăng ký kênh giúp mình nhé. Cảm ơn tất cả mọi người. Rồi, bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại mọi người sau. Bye bye.